Dọc theo dòng chảy của lịch sử Việt Nam, tồn tại vô số giai thoại về những ông trạng đã không chỉ làm rạng danh quê nhà mà còn nâng tầm quốc gia qua những cuộc đi sứ sang phương Bắc, lần lượt đánh bại những bậc hiền giả của thiên triều để được sắc phong lưỡng quốc trạng nguyên. Trong số những vị tương truyền đã giành được danh hiệu cao quý ấy, không thể không kể tới vị Trạng Nguyên, tuy mang hình hài xấu xí nhưng cốt cách lại hết mực cao thượng, Mạc Đỉnh Chi. Mạc Đỉnh Chi là một nhân vật khá nổi tiếng trong lịch sử nước ta và có nhiều giai thoại được truyền tụng xung quanh việc ông lãnh nhiệm vụ đi sứ nhà Nguyên. Tất nhiên, cũng như rất nhiều giai thoại liên quan tới nhiều nhân vật lịch sử khác, các câu chuyện về Mạc Đỉnh Chi hầu hết hoặc là sai khác so với chính sử hoặc là không có thật. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, xin giới thiệu và biện giải với bạn đọc về một giai thoại vô cùng nổi tiếng về Mạc Đỉnh Chi trước giờ thường được kể lại để chứng tỏ cho sự thông minh, ứng trí nhanh nhạy của ông, hay nói rộng ra là của dân gian ta. Giai thoại xé bức trướng vẽ chim sẻ của tể tướng nhà Nguyên. Giai thoại chim sẻ phải đậu cành mai. Mạc Đỉnh Chi sinh năm 1272, mất năm 1346, tự Tiết Phu, hiệu Tích Am. Ông là một quan đại thần và cũng là một nhà ngoại giao nổi tiếng triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Năm 1304, đời vua Trần Anh Tông niên hiệu Hưng Long thứ 12, ông thi đỗ Trạng Nguyên. Khi mới đỗ, nhà vua chê ông xấu định đuổi về, Mạc Đỉnh Chi bèn làm bài phú Ngọc Tĩnh Liên, sen trong giếng ngọc để tự ví mình với sen. Vua Trần Anh Tông xem rồi khen hay, thăng làm thái học sinh dũng thủ, xung chức nội thư gia. Sau này, nhờ thông minh, hiểu biết sâu rộng mà Mạc Đỉnh Chi nhanh chóng thăng tiến trên đường quan lộ. Khi quan hệ giữa nhà Nguyên và nhà Trần được cải thiện, ông nhiều lần nhận nhiệm vụ đi sứ sang Trung Quốc. Với khí phách kiên cường, tinh thần tự tôn, lại thêm tài đối đáp giỏi, ông được vua tôi nhà Nguyên hết lòng cảm mến. Khoảng năm 1339, tức năm khai hữu thứ 10 triều vua Hiến Tông, Mạc Đỉnh Chi dâng sớ xin về hưu. Năm 1346, tức Thiệu Phong thứ 6, Mạc Đỉnh Chi lâm bệnh và qua đời. Sau này, ông được Mạc Thái Tổ Đăng Dung truy tôn miếu hiệu là Viễn Tổ, hụy là Kiến Thủy Khâm Minh Văn Hoàng Đế, do Mạc Đăng Dung nhận mình là hậu duệ của Mạc Đỉnh Chi. Những cuộc đi sứ nhà Nguyên của Mạc Đỉnh Chi đều có các giai thoại xoay quanh, và một trong những giai thoại nổi tiếng nhất đó là câu chuyện về việc ông xé bức tranh quý của tể tướng nhà Nguyên mà không bị trách tội. Truyện kể rằng, trong một lần đi sứ sang Trung Quốc, tể tướng nhà Nguyên có mời Mạc Đỉnh Chi vào chơi trong phủ. Khi thấy bức trướng theo hình chim sẻ đậu trên cành trúc, Mạc Đỉnh Chi đã xông tới, xé nát rồi nói rằng chim sẻ là kẻ tiểu nhân, còn trúc là người quân tử, cho nên phải phá bức vẽ ấy đi. Câu chuyện cụ thể được sưu tầm và ghi lại trong Nam Hải Dị Nhân liệt truyện của Phan Kế Bính như sau. Một hôm, quan tể tướng Tàu mời vào phủ Đường ngồi chơi. Đỉnh Chi trông thấy trên bức trướng có theo con chim sẻ vàng đậu trên cành trúc, tưởng là con chim thực, đứng dậy chạy lại bắt. Người Tàu cười ầm cả lên. Đỉnh Chi xé tan ngay bức trướng ấy ra. Chúng ngạc nhiên hỏi cớ làm sao, thì thưa rằng: "Tôi có nghe người ta thường vẽ chim sẻ đậu cành mai, không ai vẽ đậu cành trúc bao giờ. Nay tể tướng sao lại cho vẽ thế? Trúc là giống cây quân tử, chim sẻ là loài tiểu nhân. Vẽ theo như thế thì cho tiểu nhân ở trên quân tử. Tôi e rằng đạo tiểu nhân mỗi ngày thịnh lên mà đạo quân tử mỗi ngày mòn đi, nên tôi trừ giúp cho thánh triều đấy thôi." Chúng chịu là biện ác có lẽ. Nam Hải Dị Nhân liệt truyện chương thứ 3, mục 17. Cho tới thời hiện đại, nó đã trở thành một câu chuyện dân gian được nhiều người biết tới khi nhắc tới vị Trạng Nguyên này, thường được tiên truyền như một trong những minh chứng cho thấy sự nhanh trí của người Việt Nam ta. Tới đây thì hẳn mọi người đều đã cảm thấy thán phục tài năng của một vị Trạng Nguyên đất Việt, có thể làm cứng lưỡi hết thảy văn võ bá quan thiên triều rồi đúng không nào? Với những ai cảm thấy quả đúng như vậy, các bạn nên cân nhắc dừng nghe bài viết tại đây để tránh bị thất vọng. Còn với những ai cảm thấy ngờ vực hoặc đơn giản là tò mò, thì có thể tạm gác lại câu chuyện của Mạc Đỉnh Chi để cùng tìm hiểu về một biểu tượng trong văn hóa Á Đông
Tứ quân tử. Tứ quân tử ở đây không phải là để chỉ bốn bậc vĩ nhân nổi tiếng nào đó trong lịch sử, mà là danh hiệu để chỉ bốn loài cây biểu trưng cho hình tượng người quân tử thời phong kiến: mai, lan, trúc, cúc. Đây vốn là đề tài quen thuộc trong hội họa Á Đông. Các học giả Trung Quốc ngay từ thời cổ đại đã đưa ra những cảm giác và ý nghĩa khác nhau đối với cây cối và cây cối xung quanh họ để tượng trưng cho những tính cách, những phẩm chất khác nhau của một con người. Và các loài hoa này đều có trong mình những nét thẩm mỹ thoát tục riêng, rất giống với những nét của hình mẫu người quân tử hoàn hảo của nền Nho học. Bởi vậy, nên các văn nhân Trung Quốc đã ái mộ mà đặt tên cho nhóm bốn loài cây này là Tứ Quân Tử. Đứng đầu Tứ Quân Tử chính là mai. Cần lưu ý rằng, cây mai vàng phổ biến mà chúng ta biết ngày nay thực ra chẳng liên quan gì đến cây mai đứng đầu Tứ Quân Tử này cả. Mai ở đây là mơ, hay còn có tên gọi khác là mận. Đây là một loại cây có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc, giỏi chịu gió rét nên đã được con người thuần hóa từ hơn 3.000 năm trước với đa dạng chủng loại, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Hoa mai có thể chiết xuất lấy tinh dầu, lá, rễ và hạt mai có thể dùng làm thuốc. Quả mai ăn giải khát rất tốt, có tác dụng bồi bổ cơ thể. Nhìn chung, đây là một loài cây mang tới nhiều ý nghĩa cho đời sống con người. Trong văn hóa Á Đông, mai là loài hoa đứng đầu trong 10 loài hoa nổi tiếng nhất. Nó vừa được xếp vào Tứ Quân Tử cùng với lan, trúc, cúc, lại vừa được xếp vào Hàng Quý Tam Hữu, ba người bạn của mùa lạnh cùng với trúc và tùng. Mai là loài hoa nở vào mùa đông và chớm xuân, có thể nói là ngạo sương đấu tuyết, mạnh mẽ vươn mình đón lấy cái giá buốt mà nở trước trăm hoa. Màu sắc vừa mỹ lệ vừa siêu phàm thoát tục, biểu trưng cho tính cách cao khiết, kiên cường, là động lực để con người nhìn vào mà phấn đấu. Tể tướng nhà Tống là Vương An Thạch từng có bài thơ ca ngợi loài hoa này rằng: tường giác sổ chi mai, lăng hàng độc tự khai, giao tri bất nhị tuyết, vị hữu ám hương lai. Dịch thơ: vài cành mai góc tường, lặng nở lạnh trong sương, xa biết không là tuyết, vì hương hầm nhẹ vương. Mai hoa. Kế tiếp là hoa lan, tức phong lan Trung Hoa. Người Trung Quốc đã có thú chơi lan từ hơn 1.000 năm trước với Kim Chương Lan Phổ, là bộ chuyên trứ về hoa lan sớm nhất của Trung Quốc hiện còn được lưu giữ do Triệu Thời Canh thời Nam Tống biên soạn. Khác với lan nhiệt đới phổ biến hiện nay vốn đẹp một cách rực rỡ với hoa to lá rộng, lan Trung Hoa lại mang dáng vẻ kiều diễm mạnh mai, thanh tao quý phái. Như bao loài lan khác, hương lan Trung Hoa thơm thoang thoảng, có khí chất giản dị trầm mặc. Người Trung Hoa từ xưa có từ lan chương để ngợi ca những án văn tuyệt mỹ, lại có từ lan giao để chỉ những mối tình tri kỷ, đều là liên tưởng tới những đặc tính thanh khiết thoát tục ấy của hoa lan. Giống như những loài lan khác, phong lan Trung Hoa trong tự nhiên thường mọc nơi hẻo lánh, tự hồ không màng thế tục, chẳng vướng bận tranh đua với đời. Bởi vậy mà loài hoa này cũng là biểu tượng của sự khiêm tốn, cao khiết mà người quân tử nào cũng cần phải có. Danh sĩ Tiết Võng thời nhà Minh có bài thơ cảm khái rằng: ngã ái u lan dị chúng phương, bất tương nhan sắc mị xuân dương, tay phong hàng lộ thâm lâm hạ, nhậm thị vô nhân giả tự hương. Dịch thơ: ta mến lan kia khác mọi loài, chẳng đem nhan sắc nịnh lòng trời, gió tây sương lạnh trong rừng thẳm, vẫn ngát hương dù chẳng bóng người. Lan hoa. Đứng thứ ba trong Tứ Quân Tử là trúc. Với người Trung Quốc, trúc cực kỳ phổ biến ngay từ thời cổ đại. Có thể dễ bắt gặp một cây trúc đâu đó bên đường, trên núi, ven hồ, trong sân đình, cạnh miếu mạo ở khắp Trung Hoa. Cũng bởi vậy mà cây trúc đã đi sâu vào trong từng ngõ ngách đời sống văn hóa của con người xứ Trung Nguyên vậy. Trúc ngay thẳng, đầy tiết tháo, hiên ngang là tượng trưng cho sự chính trực, có thể đứng vững trước gió bão mà không hề bị gục ngã, ngạo nghễ giữa đời như một đấng anh hùng. Loài cây này mang một vẻ đẹp tuy mảnh mai mà lại khỏe khoắn như thế, cho nên được coi là hình mẫu cho tính cương trực, không kiêu ngạo, tiêu sái xử thế mà người quân tử phải noi theo.
Tô Đông Pha từng có lời khen: khả sử thực vô nhục, bất khả cư vô trúc. Vô nhục linh nhân xấu, vô trúc linh nhân tục. Dịch thơ: ăn có thể không thịt, ở chẳng thể thiếu trúc. Không thịt ắt người gầy, thiếu trúc e người nhục. Trích: Ư Tiềm Tăng, Lục Quân Hiên. Cuối cùng là hoa cúc. Loài hoa này để lại dấu vết về sự tồn tại của mình trong đời sống nhân loại cách đây ít nhất 3.000 năm ở khu vực Đông Á và Đông Bắc Á. Dĩ nhiên, hoa cúc được nói đến ở đây là hoa cúc Đông Á, vốn được người Trung Quốc nuôi trồng như một loài thảo mộc từ hơn 2.500 năm trước. Trải qua một quá trình thuần hóa lâu dài đến vậy, hiển nhiên là sẽ có vô số giống cúc khác nhau với kiểu dáng, kích thước và mùi hương vô cùng đa dạng. Tuy nhiên, nổi bật nhất trong số đó vẫn luôn là cúc Bách Nhật, như thường thấy được miêu tả trong những bức tranh thủy mặc. Cúc vừa thanh lệ trang nhã, vừa trác việc siêu phàm, không vì đua xuân mà nở, mà cũng chẳng cùng hoa thơm cỏ lạ tranh liệt. Mùa thu hoa cúc nở vàng, phiêu du tự tại mặt đời quần phương. Khi đông tới, cúc trải sương giá mà không héo hon, tựa hồ như có ý chí thách đố đất trời. Bởi vậy mà cúc đã trở thành biểu trưng cho sự trường thọ, cho nhân cách cao thượng, ngạo nghễ bất khuất của người quân tử. Đào Tiềm, một thi nhân lừng danh đời Tấn, từng ca ngợi rằng: thu cúc hữu giai sắc, ấp lộ chuyết kỳ anh. Phiếm thử vong ưu vật, viễn ngã di thế tình. Dịch thơ: cúc mùa thu sắc đẹp, ta hái nhành đẫm sương. Thả nhành hoa vào rượu, tự uống và tự rót. Trích: Ẩm Tửu Kỳ, bài số 7. Có thể nói, hình tượng những loài hoa trên từ lâu đã mang trong mình bóng dáng của người quân tử. Thế nhưng, việc tập hợp chúng lại với nhau để tạo nên khái niệm tứ quân tử kể trên có từ bao giờ thì vẫn là vấn đề còn tranh cãi. Tuy được ghi nhận dưới dạng một định nghĩa chính thức trong Mai Trúc Lan Cúc Tứ Phổ của Phượng Hoàng Trì thời Minh, thế nhưng việc bốn loại cây này được nhắc đến một cách có liên kết với nhau hẳn đã xuất hiện trước đó từ lâu. Có thể lưu ý rằng, vào thời Tống hội họa thủy mặc vô cùng phát triển, trong đó nổi bật hơn cả là bốn mặt phái sau: mặt Trúc với danh họa Văn Đồng và Tô Đông Pha, mặt Mai với Thôi Bạch, mặt Lan với Trịnh Tư Hữu và Triệu Mạnh Kiên, cho đến mặt Cúc với Triệu Sương và Hoàng Cư Bảo. Tất cả những danh họa này đã gây dựng nên một mảnh đất nghệ thuật rộng rãi, khai phóng một con đường vững chắc giúp cho hội họa các triều đại kế tiếp được phát triển dễ dàng. Rất có thể chính từ đây mà hình tượng tứ quân tử đã được hình thành, dần đi trở thành một khuôn mẫu của văn hóa đồng văn. Tự trung, hình tượng tứ quân tử Mai, Lan, Trúc, Cúc bước vào trong văn hóa Á Đông và trường tồn với thời gian, trước là bởi chúng gắn liền với nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, sau là bởi hàm hữu ý vị tượng trưng cho cốt cách chí khí của người quân tử vậy. Chim sẻ không đậu được cành trúc, nhưng lại đậu được cành mai. Đến đây, ta có thể quay về với câu chuyện của Mạc Đỉnh Chi. Vào thời Nguyên, mặt Trúc đã thịnh hành với các danh gia như Cao Phòng Sơn, Lý Tức Trai, Kha Cửu Tư, Nghê Văn Lâm, Ngô Trọng Khuê, Cố Định Chi, Triệu Mạnh Phủ, Quảng Trọng Cơ. Đặc biệt, Lý Tức Trai đã thâm nhập một ngôi làng Trúc, nghiên cứu mọi tư thế của cây Trúc, viết thành một quyển sách để đời gọi là Trúc Phổ. Kha Cửu Tư biên soạn quyển Họa Trúc Phổ, nghiên cứu họa pháp về Trúc đời Tống, có thể xem là sách gối đầu giường cho người sơ học. Chim sẻ tức ma tước là cách gọi chung của một số loài chim thuộc bộ sẻ được phân bố trên khắp thế giới. Hình tượng loài chim sẻ từ lâu đã đi vào trong văn hóa nhân loại nói chung và văn hóa Á Đông nói riêng với nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong hội họa Trung Hoa Trung Đại, các bức họa về chim sẻ tương đối phổ biến. Do đó, trong dinh của người Nguyên có bức họa chim sẻ đậu trên cành trúc thì cũng là lẽ thường tình. Như đã nêu từ phần trên, Mạc Đỉnh Chi quyết định xé bức họa là bởi ông cho rằng chim sẻ là kẻ tiểu nhân nên không thể ngồi lên đầu trúc là người quân tử. Quả đúng là về mặt tiêu cực, sẻ được xem là giống chim thiếu tham vọng
và ham khoái lạc bậc nhất trong số tất cả các loài chim. Có lẽ vì đại biểu cho chìm đắm sắc dục và không có chí tiến thủ, cho nên Mạc Đỉnh Chi đã viện vào cớ này để đưa ra lập luận rằng chim sẻ là đồ tiểu nhân, không đồng cấp với trúc là người quân tử chăng? Hãy cứ tạm coi như rằng vế này trong lập luận của Mạc Đỉnh Chi là có lý. Thế nhưng, chẳng phải chính Mạc Đỉnh Chi cũng thừa nhận rằng vào thời kỳ này, phổ biến sự tồn tại của một mô típ hội họa chim sẻ đậu cành mai đó sao? Đến đây, thì dường như chúng ta đã thấy được một lỗ hổng lớn trong lập luận của Mạc Đỉnh Chi. Mai và trúc từ rất xưa đều đã là biểu tượng của người quân tử. Hơn nữa về mặt thứ tự trong tứ quân tử thì mai còn xếp trước trúc. Thế nhưng, thái độ của người Nguyên khi nghe những lập luận của Mạc Đỉnh Chi thì lại vô cùng hài lòng. Có gì đó không đúng cho lắm ở đây. Thực chất là câu chuyện về văn hiến chi bang. Dù chỉ là một giai thoại, nhưng trước đó, các sách chính sử cũng có ghi nhận về sự kiện này. Đại khái thì câu chuyện vẫn vậy, tuy các tình tiết có đôi chút khác biệt. Đỉnh Chi dáng thấp bé, người Nguyên khinh ông. Một hôm, viên tể tướng mời ông vào phủ cho ngồi cùng. Lúc ấy đương hồi tháng 5, tháng 6. Trong phủ có bức trướng mỏng theo hình con chim sẻ vàng đậu cành trúc. Đỉnh Chi vờ ngỡ con chim sẻ thực, vội chạy đến bắt. Người Nguyên cười ồ, cho là người phương xa bỉ lậu. Đỉnh Chi kéo bức trướng xuống xé đi. Mọi người đều lấy làm lạ hỏi tại sao. Đỉnh Chi trả lời: tôi nghe người xưa vẽ cành mai và chim sẻ, chứ chưa thấy vẽ chim sẻ đầu cành trúc bao giờ. Nay trong bức trướng của tể tướng lại theo cành trúc với chim sẻ. Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu nhân. Tể tướng theo như vậy là để tiểu nhân trên quân tử, sợ rằng đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu nhân. Mọi người đều phục tài của ông. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, kỷ nhà Trần, mục Anh Tông Hoàng Đế. Đỉnh Chi người thấp bé, người Nguyên khinh bỉ. Trong phủ tể tướng nhà Nguyên có bức tranh theo chim sẻ đậu trên cành trúc. Đỉnh Chi kéo con chim sẻ xuống xé nát ra. Người Nguyên hỏi cớ sao. Ông nói: cổ nhân có vẽ mai và tước, chưa thấy vẽ trúc và tước. Trúc là quân tử, tước là tiểu nhân. Bức trướng theo này là đưa tiểu nhân đặt lên trên quân tử, nên tôi vì thánh triều mà trừ mối tệ ấy đi. Trích Việt Sử Tiêu Án, mục nhà Trần, tiểu mục Anh Tôn Hoàng Đế. Đầu tiên, trong các phiên bản được chép lại trong chính sử này, không tồn tại tình tiết Mạc Đỉnh Chi thực sự nhìn nhầm con chim sẻ trong tranh thành thật. Điều này đồng nghĩa với việc Mạc Đỉnh Chi có chủ ý phá bức tranh ngay từ đầu, tức là ông đã có một mục đích cụ thể để làm việc đó, không phải là phản ứng chống chế như trong phiên bản dân gian. Thứ hai, lập luận của Mạc Đỉnh Chi trong các phiên bản chính sử không phải là chim sẻ không nên vẽ đậu trên cành trúc, mà mở rộng ra thành chim sẻ không nên được vẽ vào chung một cảnh với loài cây này. Dù vậy thì nó vẫn vô cùng mâu thuẫn. Lý do như đã nói ở trên, vào thời điểm Mạc Đỉnh Chi lĩnh nhiệm vụ đi sứ thì việc tồn tại dạng tranh vẽ chim sẻ, trúc là tương đối phổ biến rồi. Sao lại bảo là chưa nghe bao giờ? Mà cứ giả như không phổ biến tại An Nam dẫn đến Mạc Đỉnh Chi không biết, thì dựa theo lập luận của Mạc Đỉnh Chi, tranh vẽ sẻ trúc và sẻ mai đều là ghép cặp tiểu nhân với quân tử. Hà cớ gì mà một cái được xem là bình thường, một cái được xem là bất thường? Như vậy, dù có xét phiên bản nào thì cũng không thể hợp lý hóa cho lập luận của Mạc Đỉnh Chi. Các sử gia thời phong kiến đều phải là bậc nho học hiểu biết, tuyệt đối chẳng vô cớ đưa ra một lập luận đầy mâu thuẫn như thế vào trong sử sách mà chẳng có lấy một chút lời giải thích nào. Tới đây, chúng ta buộc phải đi đến một kết luận tuy táo bạo nhưng cũng khả dĩ nhất. Đó là câu chuyện được đưa vào với mục đích ngầm khinh thường nhà Nguyên. Chúng ta đều biết rằng nhà Nguyên được lập ra bởi nhà Mông Cổ. Về sau, khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, vì đế chế được chia làm nhiều hãn quốc, Đại Mông Cổ quốc thuộc về các hậu duệ của Đà Lôi, con út của Thành Cát Tư Hãn. Năm 1271, Đại Hãn là Hốt Tất Liệt đã đổi tên đế quốc thành Nguyên, và đến năm 1279 thì tiêu diệt hoàn toàn nhà Tống, làm chủ toàn bộ Trung Hoa. Trước đó, người Mông Cổ là dân du mục, trái với lối sống nông nghiệp định cư của người Á Đông. Đồng thời,
người Mông Cổ cũng không được tính vào văn minh Á Đông. Do đó, dưới con mắt của các quốc gia đồng văn khác, thì dù nhà Nguyên đã làm chủ được Trung Nguyên, nhưng họ lại không phải là triều đại xứng đáng kế tục nền văn hóa Á Đông, mà chỉ đơn giản là bọn Mang Di cướp nước, phá hủy nền văn hiến. Lý thuyết địa chính trị, dĩ hoa vi trung, luôn coi vùng văn minh, ứng với chính quốc gia đối tượng theo thuyết này là Trung Quốc hay Trung Hoa, Trung Hạ, Trung Thổ, Trung Châu, Hoa Hạ. Dù có nhiều cách gọi khác nhau, thế nhưng những từ này đều có chung hàm ý rằng đó là khu vực trung tâm của thế giới và các chính thể coi quản vùng đất ấy được gọi là Thiên Triều hoặc Thượng Quốc, nghĩa là có sứ mạng dụng hạ biến di, hay cụ thể hơn là giáo hóa văn minh cho những xứ kém văn minh hơn, mở rộng phạm vi của vùng đất trung tâm này. Tôi nghe rằng dùng đạo Hoa Hạ để biến hóa cái tộc Mang Di, chứ chưa nghe biến hóa về tộc Mang Di bao giờ. Trích Mạnh Tử, Đằng Văn Công Chi Thượng. Trái với nơi tồn tại nền văn minh đỉnh cao ấy là bốn phương xung quanh, tức Tứ Di, gồm Đông Di, Tây Nhung, Nam Mang và Bắc Địch. Những nơi này chỉ tồn tại các nền văn hóa kém văn minh hơn, cần phải được giáo hóa. Một khi chấp nhận sự giáo hóa này, thì những người thuộc Tứ Di ấy cũng sẽ trở thành một phần của Trung Quốc, tức là đạt được trạng thái văn minh. Tư liệu cổ nhất đề cập ý thức hệ này là Chiến Quốc Sách do Lưu Hướng thời Tây Hán chủ biên, nhưng thực chất bổ khuyết những tư liệu đời trước. Tôi nghe nói Trung Quốc là nước của những người thông minh tài trí, chỗ tụ hợp của những tài sản vật dụng, là đất được các hiền giả thánh nhân giáo hóa, chỗ thi hành điều nhân điều nghĩa, chỗ mà thi, thư, lễ, nhạc được dùng, các kỹ nghệ mới mẻ được thí nghiệm. Nó là nơi mà các người phương xa quan chiêm, các trợ Mang Di noi gương mà hành động. Trích Chiến Quốc Sách, Triệu Sách, Triệu II, Vũ Linh Vương Bình Trú Nhàn Cư. Kế tục Chiến Quốc Sách, ý thức hệ dần hoàn thiện theo thời gian và đạt đến đỉnh cao trong suốt các triều đại phong kiến Trung Hoa thời kỳ sau. Hầu hết các triều đại phong kiến Việt Nam nói riêng và những nước khác trong khối đồng văn nói chung đều tiếp thu tư tưởng này và tự coi mình là Trung Quốc. Sau sự sụp đổ của Nam Tống, triều đình của các nước đồng văn đương thời giờ đây đều tự xem mình là nhà nước kế tục chính thống duy nhất còn lại của văn hiến Á Đông, tức Trung Quốc giờ đây không còn ứng với lãnh thổ của nhà Nguyên nữa mà chỉ còn ứng với quốc gia của họ. Trọng trách của những nhà nước kế tục văn hiến Hoa Hạ này chính là phải lĩnh giữ lấy lẽ chính thống và lề thói văn minh. Tất nhiên, nhà Trần cũng không phải ngoại lệ. Hịch Tướng Sĩ viết năm 1284, 4 năm sau sự sụp đổ của nhà Nam Tống, đã phản ánh khá rõ quan điểm đương thời này. Vi Trung Quốc chi tướng, thị lập di tú, nhi vô phẫn tâm. Dịch: thân làm tướng của Trung Quốc, phải hầu giặc mà không biết giận. Trích Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Dụ Chư Tỳ Tướng Hịch Văn, Hịch Tướng Sĩ. Trong các văn bản chữ Hán hiện nay của Hịch Tướng Sĩ, từ Trung đã bị điều chỉnh thành từ Bang. Với các bản dịch toàn thư, từ Trung Quốc lại được dịch thành nước ta, trong nước. Điều này khiến cho bất cứ ai có một lượng kiến thức căn bản về Hán tự sẽ đều nhận ra lỗi ngữ pháp ở những chỗ đó. Dĩ nhiên, trong bối cảnh hiện tại thì trừ những người thực sự có đam mê hoặc theo đuổi chuyên ngành liên quan đến Hán tự thì chẳng mấy ai thực sự kiểm tra tới phiên bản chữ Hán để mà đối chiếu cả. Nên những sự lấp liếm này cứ thế lâu dần trở thành một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, đây là vấn đề tế nhị nên chúng ta sẽ không đào sâu vào thêm nữa. Chỉ cần biết rằng, nước ta đã từng tiếp thu một cách tích cực văn hóa Hoa Hạ đến mức tự nhận mình là Trung Quốc là đủ. Thiền Tông Khóa Hư Ngữ Lục của Trần Thái Tông khi bàn về sự quý báu của thân thể con người có đoạn viết: người nay chẳng biết, lại quý vật mà rẻ thân. Chẳng hay thân mình có ba điều khó gặp. Một là, trong lục đạo chỉ có người là quý, có kẻ bị đọa xuống đạo địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, không làm được người. Hai là, đã được sinh ra làm người, nhưng lại có kẻ sinh ra ở nơi Mang Di, tắm thì chung sông, nằm thì rõ chân, sang hèn ở lẫn, trai gái sống chung, chẳng đượm gió nhân, chẳng nhuần giáo hóa. Ba là, đã được sinh ra ở Trung Quốc, nhưng sáu căn không đủ, bốn thể chẳng toàn, mù điếc ngọng câm, tuy ở trong Hoa Hạ
cũng hệt như ở ngoài hoang dã. Nay đã làm người, được sinh ra ở Trung Quốc, lại có đủ 6 căn, hả chẳng quý lắm sao? Trích Trần Thái Tông, Thiền Tông Khóa Hư Ngữ Lục. Tới tận thời Hậu Lê, sau khi nhà Minh lật đổ nhà Nguyên, khôi phục lại văn minh Hoa Hạ, thì quan điểm này vẫn còn tồn tại ở nước ta và được phản ánh qua các ghi chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Giáp Thân Tứ Niên, Tống Sùng Ninh Tam Niên, Xuân Nhị Nguyệt, Mệnh Lý Thường Kiệt Phạt Chim Thành, Sơ Lý Giác Vong Chim Thành, Ngôn Trung Quốc Hư Thực. Dịch: Giáp Thân, Long Phù, năm thứ tư, năm 1104, Tống Sùng Ninh năm thứ ba, mùa xuân tháng 2, sai Lý Thường Kiệt đi đánh Chim Thành. Bấy giờ, Lý Giác thua chạy tới Chim Thành, nói tình hình hư thực của Trung Quốc. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, kỷ nhà Lý, mục Nhân Tông Hoàng Đế. Đinh Mùi, Minh Tuyên Đức Nhị Niên, Bác Nguyệt Dụ Thiên Hạ viết: Tặc tại Trung Quốc dân do vị Định Ư Nhữ An Hồ, Tích Hồ Thị Vô Đạo, tặc nhân thử nhi đoạt ngã quốc gia, ngược hại chi trung nhĩ chúng dĩ kiến chi hỷ, thả dĩ nhất niên dụng lực chi gian nan, nhi hữu vạn niên thái bình chi cơ nghiệp, kỳ thục tư chi, vô di hậu bối. Dịch: Đinh Mùi năm 1427, Minh Tuyên Đức năm thứ hai, tháng 8, ban dụ cho cả nước rằng: Giặc còn ở Trung Quốc, dân chúng vẫn chưa được yên, liệu các ngươi có yên được không? Trước kia họ Hồ vô đạo, giặc thừa dịp ấy mà cướp nước ta, tội ác tàn bạo của chúng các ngươi cũng đã thấy cả rồi. Vả lại, ra sức khó nhọc trong một năm mà có cơ nghiệp thái bình muôn thuở, các ngươi hãy nghĩ cho kỹ điều đó, chớ phải hối hận về sau. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, kỷ nhà Lê, mục Thái Tổ Cao Hoàng Đế. Thời Hồ Soán Trần Tộ, Minh Nhân Nam Xâm Quận Huyện Ngã Cương Vực, Thần Thiếp Ngã Triệu Thứ, Pháp Tuấn Hình Hà, Phú Phồn Dịch Trọng, Phàm Trung Quốc Hào Kiệt Chi Sĩ, Đa Dương Giả Dĩ Quang, An Quải Vu Bắc, Đế Trí Thức Quá Nhân, Minh Nhi Năng Cương, Bất Vi Quang Tước Sở Dụ, Uy Thế Sở Truật, Minh Nhân Xảo Kế Bách Đoan, Trung Bất Năng Trí Giả. Dịch: Bấy giờ họ Hồ cướp ngôi nhà Trần, rồi quân Minh xâm lược nước Nam, chia cắt nước ta thành quận huyện, bắt nhân dân ta làm tôi tớ, luật pháp phiền hà khắc nghiệt, thuế má lao dịch nặng nề. Đối với những người hào kiệt của Trung Quốc, chúng phần nhiều vờ trao cho quan tước rồi đem về an trí ở phương Bắc. Vua hiểu biết hơn hẳn mọi người, sáng suốt và cương quyết, không bị quan tước dụ dỗ, không bị uy thuế khuất phục. Người Minh đã dùng trăm phương ngàn kế xảo trá, vẫn không dụ được vua. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, kỷ nhà Lê, mục Thái Tổ Cao Hoàng Đế. Đinh Sử Quang Thiệu Nhị Niên, Minh Chính Đức Thập Nhị Niên. Nhuận: Thập Nhị Nguyệt, Tru Tặc Thần Lê Quảng Độ, Tiên Thị, Quảng Độ Hàng Vu Trần Cảo, Chí Thị, Trấn Tướng, Hà Phi Chuẩn, Âm Chuẩn, Nguyễn Lỗ Đặng Tróc Đắc Giải Tống Kinh Sư, Mặc Đăng Dung Thượng Tấu Thỉnh Tru Chi. Kỳ lược viết: Tam Cương Ngũ Thường Phù Thực Thiên Địa Chi Đóng Cán, Điện An Sinh Dân Chi Trụ Thạch, Quốc Nhi Vô Thượng Tắc Trung Hạ Nhi Di Địch, Nhân Nhi Vô Thử Tắc Y Thường Nhi Cầm Độc, Thành Khuyển Trệ Chi Bất Nhược, Tằng Phong Nhị Chi Bất Như, Kim Cẩn Bị Tấu Văn, Quảng Độ Toại Tọa Tru. Dịch: Đinh Sử Quang Thiệu năm thứ hai, năm 1517, Minh đính chức năm thứ 12, tháng 12 nhuận, giết tặc thần Lê Quảng Độ. Trước đây Lê Quảng Độ đầu hàng Trần Cảo, đến nay bọn Trấn Tướng Hà Phi Chuẩn, Quyển Lỗ bắt được giải về kinh sư, Mặc Đăng Dung Dân Sớ xin giết đi. Đại ý nói: Tam Cương Ngũ Thường là trường cột chống đỡ trời đất, là trụ đá giữ yên sinh dân. Nước mà không có cương, thường thì tuy là Trung Hạ cũng có khác nào Di Địch. Người không có cương thường, tuy mặc áo xiêm cũng hóa chi muôn.
thực không bằng loài chó lợn, lại kém cả lũ kiến ong. Nay xin kính cẩn tâu lên, quán độ bị xử tử. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, kỷ nhà Lê, mục Chiêu Tông Thần Hoàng Đế. Ngoài Toàn Thư, một ghi chép khác là Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi cũng ghi nhận xu thế văn hóa tương tự. Người Trung Quốc ta không được bắt chước ngôn ngữ và y phục của các nước Ngô, Chim, Lào, Xiêm, Chân Lạp để làm loạn phong tục quốc gia. Vô là lời cấm chỉ, tiếng Ngô nói đầu lưỡi, phải dịch rồi mới biết. Tiếng Lào nói trong họng, tiếng Xiêm, Chim, Chân Lạp nói trong có như tiếng chim quạt, nhưng đều không được bắt chước để loạn tiếng nói nước nhà. Người Ngô bị chìm đắm đã lâu ở trong phong tục người Nguyên. Bệnh tóc, răng trắng, áo ngắn có tay dài, mũ xiêm rực rỡ như từng lớp lá. Người Minh tuy khôi phục lại lối ăn mặc cũ của thời Hán, thời Đường, nhưng phong tục vẫn chưa biến đổi. Người Lào lấy vải lông quấn vào người như áo cà sa nhà Phật. Người Chim lấy khăn che dài mà để lộ hình thể. Người Xiêm La, người Chân Lạp lấy vải bọc tay và gối cho bó thủy chết. Các tục ấy đều không nên làm theo để làm loạn phong hóa. Lý Thị nói, từ khi người Nguyên vào Trung Quốc, về sau, thiên hạ biên thành nói tiếng Hồ, mặc áo Hồ, không thay đổi chỉ có nước ta, cùng họ Chu ở Kim Lăng, họ Triệu ở Kim Sơn mà thôi. Khi Thái Tổ nhà Minh lên làm vua, sai Dịch Tề Dân sang Thông Hiếu, vua Dụ Tông sai Doãn Thuần Thần sang Công Sinh nhà Minh. Vua Minh Úy Lạo hỏi quốc sứ khen phong tục, y phục vẫn giống như Văn Minh Hoa Hạ, ban cho bài thơ ngự chế rằng: An Nam tế hữu trần, phong tục Bắc nguyên nhân, y quan Chu chế độ, lễ nhạc tống quân thần. Rồi ban cho bốn chữ Văn Hiến Chi Ban, lại nhắc sứ nước ta lên trên sứ Triều Tiên ba cấp. Khi sứ về, lại sai Ngưu Lượng đem Long Chương và Ấn Vàng cùng đi sang để khen thưởng nhà vua. Trích Dư Địa Chí, chương 48. Chính bởi thái độ coi thường này, thế nên các sử gia nước ta mới dễ dàng đưa câu chuyện vốn có đầy lỗ hổng trong lập luận của Mạc Đỉnh Chi vào trong chính sử mà không có sự sửa đổi nào cho phù hợp, hay chí ít là lên tiếng phân tích để làm rõ vấn đề. Bởi vì như đã nói, mục tiêu của các sử gia Trung Đại chính là ngầm chê bai người Nguyên Mang Di, nên không biết gì về khái niệm tứ quân tử. Cho nên, dù Mạc Đỉnh Chi có cố tình nói bậy, thì người Nguyên cũng không biết lấy gì ra để phản bác. Với phiên bản trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, truyện chỉ đề cập đến việc người Nguyên chỉ đơn giản là phục tài của Mạc Đỉnh Chi, chứ không hề nhận xét điều ông nói là đúng hay sai. Tức là họ xem điều ông nói là một thứ gì đó rất cao siêu, thâm sâu. Điều này càng thêm phần củng cố cho giả thiết rằng Mạc Đỉnh Chi chỉ nói vậy để bóc mẽ người Nguyên, vốn là bọn mọi rợ chẳng biết gì về đạo thánh hiền. Đến đây thì chúng ta có thể chắc chắn rằng câu chuyện Mạc Đỉnh Chi xé bức tranh của tể tướng nhà Nguyên là một chi tiết rất thâm sâu được cài cắm vào trong chính sử để ngầm công kích nhà Nguyên, đồng thời tôn lên vị thế của Đại Việt, đất nước thừa kế nền văn hiến Á Đông sau sự sụp đổ của nhà Tống. Sự khôn lõi báo hại của dân gian. Tuy nhiên, trong chính sử đã làm tốt như vậy thì phiên bản truyện dân gian đã thêm vào hai chi tiết khiến mọi thứ đảo chiều 180 độ. Chi tiết Mạc Đỉnh Chi tưởng nhầm con sẻ trong tranh là sẻ thật, và chi tiết người nhà Nguyên thấy lời của Mạc Đỉnh Chi là đúng với đạo lý. Với phiên bản được ghi lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Việt Sử Tiêu Án, hành động của Mạc Đỉnh Chi là cố tình, qua đó mới làm nổi bật lên mục đích công kích ngầm nhà Nguyên. Còn với phiên bản dân gian, hành động của Mạc Đỉnh Chi chỉ đơn thuần là chữa cháy cho pha hớ hình trước đó, cũng như lập luận của ông nghiễm nhiên từ mang tính công kích ngầm thành não nảy số nhanh. Với phiên bản truyện dân gian, những gì mà Mạc Đỉnh Chi nói đã trở thành đúng quá không cãi được. Tuy nhiên, trong hai phiên bản trước đó được ghi chép trong chính sử thì không hề có chuyện này, bởi bất kỳ ai có hiểu biết một chút nhìn vào cũng thấy ngay là có sự mâu thuẫn trong lập luận của Mạc Đỉnh Chi. Bởi thế, từ một câu nói mang đầy tính móc mỉa thì nay đã thành một bài giảng đạo với kiến thức sai bét từ đầu đến cuối. Điều kỳ lạ là mọi người trong câu chuyện lẫn người kể chuyện đều xem đó là đạo lý, vô cùng đúng đắn, quả thực hết sức nực cười. Tổng kết lại, với trường hợp này, chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng
tác giả dân gian đã không hiểu được ẩn ý của các sử gia. Do đó, để giải thích cho hành động của Mạc Đỉnh Chi, thì họ đã đưa thêm hai chi tiết vào để có thể logic hóa câu chuyện này. Nhưng dường như, lượng kiến thức của tác giả dân gian không đủ, dẫn đến việc sử truyện trở thành thừa thải, thậm chí phản tác dụng. Và như đã biết, hậu quả của hành động chữa lợn lành thành lợn què này là cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn hiểu sai rằng những gì Mạc Đỉnh Chi nói là chuẩn xác, tức là chim sẻ, tiểu nhân, không đậu được cành trúc, quân tử mà phải đậu cành mai. Kết. Đó là toàn bộ những thông tin, biện giải của tác giả liên quan đến giai thoại chim sẻ đậu cành mai của Mạc Đỉnh Chi. Câu chuyện này tưởng chừng nghe qua chỉ để cho vui và tỏ rõ cái sự thông minh nhanh trí của Mạc Đỉnh Chi, một vị trạng nguyên của nước ta. Đây cũng là điểm chung của nhiều tích truyện, giai thoại của nhiều nhân vật lịch sử khác. Tuy nhiên, thực tâm câu chuyện này mang nhiều hàm nghĩa sâu xa và có ý đồ nhất định nên mới được chép vào chính sử. Vậy nhưng, đáng tiếc là những người truyền bá câu chuyện này mang ra ngoài khuôn khổ sách sử để thành giai thoại đã không hiểu hết được dụng tâm của nó, cho nên mới thành ra việc thêm chi tiết và khiến câu chuyện trở nên bất hợp lý và khá sượng. Thật đáng buồn là tuy nhiều người biết và có khi thuộc lòng câu chuyện này, lại không nhận ra điểm bất hợp lý và dẫn đến hiểu sai ý nghĩa của nó. Âu cũng là cái hại của việc không tìm hiểu rốt ráo ý nghĩa, ngọn ngành câu chuyện. Hy vọng rằng video này có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin thú vị xoay quanh giai thoại chim sẻ đậu cành mai của Mạc Đỉnh Chi. Một câu chuyện tuy nhỏ nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn vẻ bề ngoài.